Thưa quý vị, xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng là những mỹ từ mà mọi người dành cho Nguyễn Thị Tuyết Mai sau khi tiếp xúc với cô gái sinh năm 1995. Mai mang trong mình rất nhiều năng khiếu, từ ca hát, đánh đàn tới khả năng làm MC. Cô cũng từng có gia đình, bạn bè và cả tương lai rộng mở phía trước. Thế nhưng 5 năm tham gia Hội Thánh Mù Quáng, cô giật mình nhận ra nơi ấy là địa ngục trần gian, là mô hình đa cấp cực đoan, là sự dối trá, nhấn chìm rất nhiều tương lai và hạnh phúc. Thì cô mới vùng dậy, thoát khỏi địa ngục, trở về cuộc sống thực tại. Trong quán cà phê, nằm sâu trong con ngõ ở Hà Nội, trong câu chuyện với phóng viên, Mai không giấu được sự phẫn uất mỗi khi nhắc tới hội thánh và những chiêu trò tẩy não của những người được gọi là đấng tiên tri. Mai kể lại, em tham gia hội thánh vào năm 2017. Lý do mà em không ra khỏi đấy là bởi vì họ đã dùng rất là nhiều những cái từ ngữ đe dọa, tức là bởi vì nắm bắt được tâm lý sợ hãi của mình mà. Bởi vì sau khi mà em làm lễ vượt qua xong thì em lại được học cái bài mà là cái giáo lý ở trong sách của hội thánh, và họ nói rằng là đấy là lời của Đức Chúa Trời. Họ làm chứng rằng là trong hội thánh này có Đức Chúa Trời chân thật, và họ nói rằng là sách đấy là sách do Đức Chúa Trời viết. Khi nhắc đến Đức Chúa Trời thì lúc đấy em mới bắt đầu cảnh giác. Thế nhưng mà cái nội dung mà bạn ấy chia sẻ thì khá là hấp dẫn, nên là em cũng vẫn nghe, em vẫn cố gắng em nghe. Và giống em cảm thấy cách chia sẻ của bạn ấy rất là vội, tức là bạn ấy chia sẻ mà không cho em có cái thời gian để dừng lại, hay là cho em cắt ngang, hay là cho em đi về, mà bạn ấy chia sẻ một mạch cho đến hết luôn. Và em nghe trong khoảng 2 tiếng thì bạn ấy chia sẻ về ngày tận thế. Bạn ấy nói rằng là chắc chắn là sẽ có ngày tận thế và trái đất này sẽ bị hủy diệt, nhưng mà có một phương pháp để giúp cho em có thể được sống sót trong ngày tận thế đấy. Thì bạn hẹn em sang buổi thứ hai, tức là thường là ở trong hội đấy sẽ cắt đúng cái đoạn mà nó đang gay cấn nhất, kịch tính nhất, thì để hẹn sang buổi sau nó dễ hơn ấy. Thế này sang đến buổi thứ hai thì bạn chia sẻ về phương pháp. Thì khi mà em vào trong hội thánh thì em mới biết đấy là cái cách đào tạo của họ ấy. Họ dạy là cứ đến đoạn nào mà nó giống như nó tò mò, gây tò mò thì dừng ở đoạn đấy. Ở trong hội thánh thì họ nắm bắt tâm lý rất là giỏi, và họ cũng dạy và đào tạo chúng em về cách truyền đạo hết, làm thế nào để truyền đạo hiệu quả và dẫn dắt được người ta. Đấy. Thì đến sang buổi thứ hai thì bắt đầu là bạn ấy chia sẻ với em về phương pháp mà có thể thoát khỏi ngày tận thế, đấy là nghi lễ gọi là lễ vượt qua. Thì nghi lễ này có bánh và rượu nho, được tượng trưng cho thịt và huyết của Đức Chúa Giêsu. Khi mà ăn bánh và uống rượu nho này vào thì sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ tuyệt đối khỏi mọi bất kỳ tai vạ hay là tai nạn nào, tức là sẽ được sự sống đời đời ạ. Theo như các bạn này nói là sự sống đời đời. Thì khi mà nghe đến sự sống đời đời thì em cũng không tin đâu. Thế nhưng mà em, tại vì là cái nội dung bạn ấy chia sẻ khá là nhiều trong 2 ngày, khiến cho em có phần sợ hãi về tương lai ấy. Tức khi mà ban đầu thì mình là một cô gái khá là vô tư và vui vẻ, nhưng mà khi đã nghe đến những cái nội dung đấy thì trong lòng cũng có sự lo lắng. Nên là em nghĩ là hay là thôi cứ thử xem như nào. Và khi mà bạn ấy yêu cầu em đến Siôn, lúc đấy thì bạn ấy không nói là hội thánh, mà bạn nói rằng là đến một địa điểm để làm lễ, nhưng mà không hề nói với em đấy là một hình thức tôn giáo hay là một hội thánh gì cả, mà chỉ nói với em là dẫn em đến một địa điểm để em được bảo vệ, làm nghi lễ bảo vệ. Thì lúc đấy em cũng rất là băn khoăn. Thế nhưng mà bạn ấy có gọi điện cho một lãnh đạo ở trong hội thánh, thì bạn ấy lại sau khi nghe điện thoại thì gương mặt bạn ấy tỏ ra rất là lo lắng, và bạn ấy truyền đạt lại với em là chị ấy bảo là thế bây giờ không dẫn bạn ấy đi thì định để bạn ấy chết à. Thì lúc đầu em rất là phân vân, em không muốn đi, cũng phân vân. Nhưng mà sau khi nghe bạn ấy nói như thế, và 2 người bạn ấy giục rất là nhiều và cứ nói là sẽ đưa em đi thế này thế kia, rồi giục rất là nhiều, thì tính em cũng một phần cả nể nữa, thì em nghĩ là thôi cứ đi xem thế nào. Thì bắt đầu là họ dẫn em đến đấy. Các bạn ấy dẫn em đến đấy thì khi mà bước vào cái căn nhà đấy thì em cũng khá là ngạc nhiên, bởi vì nó không phải giống như nhà chùa hay là nhà thờ, mà nó chỉ là một cái căn chung cư thôi. Và khi mà bước vào đấy thì mọi người khá là thân thiện, và mọi người đều ban đầu mọi người đều tỏ ra cởi mở với em và rất là yêu thương em và chào đón em rất là nồng nhiệt. Thì mãi đến sau này em mới biết rằng là đấy là cái cách thức hoạt động của nhóm. Bên ngoài hội thánh thì không đáng tin bất kỳ một ai, chỉ nên nghe lời các đấng tiên tri ở trong hội thánh chứ không nghe bất kỳ một ai ở ngoài hội thánh cả, kể cả bố mẹ mình. Nên họ nói là về phần xác thịt thì họ đẻ ra mình thì họ là bố mẹ của mình đấy, nhưng mà về phần linh hồn thì họ thuộc về ma quỷ. Mai hồi tưởng lại, thời điểm đó em được dạy dỗ giống như cách ly khỏi thế giới bên ngoài, không được tiếp xúc với bạn bè và bố mẹ nhiều, nên dành thời gian nhiều nhất đến đây để học kinh thánh. Họ dạy chỉ cần rời xa Đức Chúa Trời một chút thôi sẽ bị ma quỷ lôi kéo. Những buổi tới Siôn, Mai và các anh chị em khác chỉ nói về Đức Chúa Trời Cha Mẹ, Kinh Thánh, nước thiên đàng, thờ phượng, cầu nguyện, mà không hề được nhắc tới chuyện học hành, công việc cũng như các mối quan hệ ngoài xã hội. Sau những bài học tại đây, Mai thêm phần tin tưởng hội thánh hơn vì nghĩ đây là nơi an toàn, bên ngoài xã hội thuộc về ma quỷ. Có những hôm đi học cả ngày, tối về chưa kịp ăn, Mai lại nhận được cuộc gọi từ người trong tổ chức báo tới học. Mai từ chối vì mệt, nhưng họ vẫn gọi rất nhiều. Lúc họ thuyết phục bằng tình yêu thương, lúc lại mang hồ lửa địa ngục, ngày tận thế ra dọa. Họ còn dùng chiêu thức, nói bài học hôm nay rất quan trọng và chỉ được học một lần để đánh vào sự tò mò của Mai, lôi kéo bằng được cô tới buổi giảng. Trong trí nhớ của Mai, mỗi bài học là một nội dung khác nhau, có lúc đưa ra khoa học, có lúc đưa ra những dữ kiện lịch sử, có lúc lại là những nội dung liên quan biến động, sự kiện chấn động thế giới. Khi một lý thuyết nói ra nhưng không đúng, chưa xảy ra, chưa ứng nghiệm, thì đấng tiên tri ở đây sẽ thao túng tâm lý thánh đồ bằng lý lẽ. Đức Chúa Trời cho thêm thời gian để các anh chị em trong hội thánh làm điều này, điều khác, giống như ăn năn chuộc lỗi. Mai từng đem thắc mắc hỏi bạn mình, hỏi cả người có chức vụ cao trong tổ chức thì nhận được câu trả lời chắc vài tháng nữa. Và Mai lại được học bài Trang Rể tới trễ, nói về việc Đức Chúa Giêsu sẽ đến muộn để đón các con của Ngài, tức ngày tận thế sẽ được lùi lại. Năm nào chúng em cũng được học như thế, đầu năm được học giống như chỉ vài tháng nữa thôi là tận thế nên phải đi truyền đạo nhiều, cứu thêm nhiều người vào trong hội thánh, nhưng giữa năm không thấy tận thế, cuối năm không thấy thì lại được học bài Chàng Rể tới trễ. Hội thánh cũng dạy chúng em đi chơi ngoài xã hội là ham mến thế gian, những người như thế sẽ bị rủa xả, hay đi làm kiếm tiền, đi học sẽ quên mất Chúa Trời thì không có được phước và may mắn. Nơi đó còn dạy Mai, trong hội thánh này, các thánh đồ như nhánh nho, Đức Chúa Trời là cây nho. Nếu nhánh nho không ra trái sẽ bị Đức Chúa Trời đốn đi và ném vào hồ lửa. Điều đó cũng có nghĩa các thánh đồ như Mai không kết nối được người và hội thánh sẽ bị ném vào hồ lửa. Phần vì thương những người khác sắp chịu cảnh khổ của ngày tận thế, phần vì sợ bị rủa xả, ném xuống hồ lửa nên Mai cũng như nhiều thánh đồ khác gác công việc, học hành hay những mối quan hệ xã hội để tập trung truyền đạo. Thậm chí có bao nhiêu tiền họ tập trung hết cho việc truyền đạo. Mai nhớ có lần khi nhóm gặp gỡ nhau qua Zoom, có bạn bảo đã khóc rất nhiều vì mấy tháng nay chỉ ăn mì tôm để dành tiền chuyên tâm truyền đạo, người gầy rộc đi. Thời điểm này bạn ấy được nhiều người, trong đó có Mai ca ngợi, ngưỡng mộ đức tin vì họ nghĩ bạn ấy đã hy sinh cống hiến vì Đức Chúa Trời. Sau này khi đã ra khỏi hội thánh, nhìn lại những hành động ấy của mình và các thánh đồ khác, Mai thấy đó là cách hành hạ bản thân vì những việc không đâu. Khi tôi đang làm đồ án tốt nghiệp, đấng tiên tri quản lý tôi liên tục gọi điện và yêu cầu tôi đi truyền đạo, chăm sóc người này người kia, làm cho thời gian của tôi bị lấp kín hoàn toàn, không được nghỉ ngơi. Ban đêm ngủ 3-4 tiếng còn lại làm đồ án, đi truyền đạo, thờ phượng. Sức khỏe của tôi ngày một suy yếu, tôi mắc nhiều bệnh như dạ dày, suy nhược cơ thể. Nhưng vì ở trong hội thánh một thời gian, thấm nhuần tư tưởng ở đây và sợ bị Đức Chúa Trời rủa xả nên dù vậy tôi vẫn cố gắng hết sức để vừa đảm bảo việc học, vừa truyền đạo được và phục vụ được cho hội thánh. Tôi cũng không có đủ tiền để ăn uống, chữa bệnh. Tôi đã khóc rất nhiều và trải qua một thời gian dài sống khổ sở. Mai trải lòng, ngoài những buổi thờ phượng tối thứ ba và cả ngày thứ bảy, trước những ngày lễ, chúng tôi sẽ tới Siôn để lau dọn, nấu ăn. Tôi cũng nghĩ bố mẹ nuôi và cho mình tiền sinh hoạt tại sao lại phục vụ người khác, những người không liên quan gì tới mình. Nhưng đáng tiếc bây giờ tôi mới nghĩ được như thế bởi trước đây tôi mù quáng nghe theo những lời họ dạy. Mai từng tìm tới đấng tiên tri để được khóc, được giải tỏa những bức bối trong lòng, nhưng thay vì nhận được lời an ủi, động viên, vị này cho rằng đó là điều đáng vui mừng, là con đường cần phải đi vì Chúa Giêsu từng đi trên con đường rất khổ cực. Giờ chúng ta đi theo con đường đó, chúng ta nên vui thay vì than vãn. Nếu than vãn thì đó là đối tượng Đức Chúa Trời rất ghét. Mai tiếp tục chịu đựng khi nghe những lời ấy. Sau khi thoát khỏi hội thánh, tự đi làm việc để kiếm tiền, Mai nhận thấy tổ chức này đang dẫn dắt thánh đồ rời xa thực tế, lúc nào cũng trông chờ vào Đức Chúa Trời ban phước, trông chờ vào cầu nguyện. Thực tế thì chỉ ra, muốn thoát đói nghèo, bệnh tật thì dù là thánh đồ cũng đều phải lao động kiếm tiền, chứ không thể huyễn hoặc bản thân. Năm 2018, khi báo chí và công an vào cuộc, hội thánh này mới sửa đổi giáo lý của mình, không còn gay gắt, quy định nghiêm ngặt như trước nữa. Họ nới lỏng và để thánh đồ đi làm nhiều hơn. Có những người ra khỏi hội thánh, họ không phát hiện ra hội thánh dạy đúng hay sai, mà chỉ đơn giản họ thấy khổ quá. Em sinh ra trong gia đình gia giáo, bố làm nghề thuốc đông y, mẹ là giáo viên, từ nhỏ ít va chạm xã hội. Khi học xa nhà không gần bố mẹ, thời điểm được truyền đạo cũng là lúc bạn bè bận làm đồ án nên không ai theo sát, khuyên bảo, chỉ đường. Những sinh viên như em luôn là đối tượng mà hội thánh nhắm tới đầu tiên. Trước năm 2018, rất nhiều sinh viên bị dẫn dắt vào đó, nhiều cặp vợ chồng ly hôn vì vợ theo hội thánh, chồng không theo và ngược lại, gây ra xung đột tín ngưỡng trong gia đình, bố mẹ từ mặt con bỏ nhà đi.